Vai trò của DHA đối với sự phát triển trí não và thị giác của thai nhi. Đối với vai trò DHA hết sức là quan trọng. DHA là một axit béo không no. Mà axit béo không no đấy thì nó dễ hấp thu hơn và đi vào trong cơ thể con người. Đặc biệt DHA là cái nhu cầu rất cần thiết và quan trọng trong cái quá trình phát triển của não bộ. Đối với DHA, nó sẽ giúp cho những cái tế bào não nó phát triển. Nó sẽ những cái về cái tế bào thần kinh nó phát triển, nó hoàn thiện cái gọi là cái màng não mà. Thế ở trong cái vỏ của cái não bộ đấy, những cái tế bào não nó phát triển, nó giúp cho cái hệ thần kinh, những cái synapse nó phát triển rất tốt. Mà đấy là nó là về cái trí tuệ và nó sẽ phát triển về toàn diện đối với con người, về tư duy, về tri thức. Và thứ hai nữa là đối với võng mạc và thị giác đấy thì 60% nó tập trung ở thị giác, cho nên nó đưa cho người ta có một cái đôi mắt tinh tường và nó sẽ chống được những cái khiếm khuyết về thị giác. Sử dụng ngay từ khi có thai để cho khi mà cái phôi thai bắt đầu tuần thứ 8 nó trở thành thai ấy, thì cái não bộ nó đã phát triển rồi thì bắt đầu sử dụng. Nhưng đặc biệt là trong cái quý 2 và quý 3 đấy, tức là 3 tháng giữa và 3 tháng cuối, lúc đấy là thai phát triển rất nhanh, cái não bộ phát triển rất nhanh, cái thị lực phát triển rất là nhanh, thì nó sẽ gì, omega 3 thì nó sẽ rất tốt. Là trong cái quá trình mà bắt đầu quý 3 đấy, người ta rất sợ nhất là mùa đông này, người ta sợ nhất là sinh non. Mà khi sinh non đấy, tức là những cái tế bào võng mạc của nó đang còn non yếu và thậm chí có thể dẫn đến khiếm thị, nó đơn giản, thậm chí nó bị sơ hóa, nó mù đi. Vậy thì khi chúng ta sử dụng, giúp cho tư vấn cho người thai phụ, người ta sử dụng trước đi, thì những cái tế bào võng mạc hoặc những các cái giúp cho thị lực nó phát triển thì nó hạn chế được chẳng may là sinh non chẳng hạn. Cho nên là chúng ta cần nhớ thì bổ sung ngay từ đầu khi có thai. Nhưng quan trọng quý 2 và quý 3 thì càng rất là nhiều. Thai càng phát triển lên, nhu cầu nó càng phát triển. Mà không những thế nhé, mà sau khi sinh ấy, nó vẫn còn gì, có còn tác dụng để nó phát triển trí não đối với trẻ sơ sinh.